Con chào cô. Cô chào con. Con nghe cô nói rõ không? Dạ con nghe nói rõ lắm cô. À, sao cô nghe con nói có tí xíu à? Đợi cô xíu nha. Bây giờ con nghe rõ hơn không? Con nói gì xem. Dạ vâng, con nghe rõ hơn con. Ờ, ok. Rồi, bây giờ mình học tiếp bài ha. Dạ, vâng. Rồi con về con xem lại bài có chỗ nào con cần hỏi cô không nè. Để lúc cô về nhà mình xem lại bài không. Ok. Rồi vậy mình tiếp tục nhé. Rồi bây giờ cô share với con phần tiếp theo nè. Rồi, để cô share bài với con. Rồi, đây. Rồi, con thấy bài cô share với con chưa? Alo? Dạ rồi cô, dạ rồi cô. À. Bây giờ con nhìn lên màn hình con thấy có những cái câu hỏi này. Bây giờ con trả lời lại cho cô xem. Where did you go last holiday? Nào Thái. Nào. Alo. Con cô là vị trí của cô hát ơi đây là I go to Hà Nội last holiday. I go to. Câu trả lời của con là I go to Hà Nội last holiday. Sao con? Cô, con không nghe cô nói gì cô ơi. Cô có nói gì đâu con nghe. Bây giờ con nghe chưa? Bây giờ con nghe chưa nào? Alo? Hello cô ơi. Sao mạng kỳ quá ha. Con nghe chưa? Alo? Alo cô ơi. Alo. Cô ơi, con nghe rồi nè cô.
Sao mạng cứ mỗi lần dạy con mà nó cứ chập chờn kỳ thiệt. Cô thấy nhà mẹ nhà cô ok mà. Bây giờ Con con vẫn nghe được thấy chưa? cô hiện cái dòng màu xanh mà con không nghe thấy cô nói cô. Bây giờ con nghe chưa? Dạ bây giờ con nghe rồi cô. Rồi. Tiếp tục nha. Rồi, bây giờ con nhìn thấy màn hình cô chia sẻ chưa nào? Dạ rồi cô. Câu thứ nhất con làm là I go to Hà Nội last holiday, đúng không? Phải không nào? Dạ rồi cô. Last holiday. Cô nói con nè. Ở trong câu hỏi á, con thấy là where did you go không? Thì mình sẽ trả lời là ở quá khứ chứ. I went chứ con. I went to Hà Nội last holiday. Phải không nào? I went to Hà Nội last holiday. Nào con lặp lại cho cô xem. Cô là I went to Hà Nội last holiday. Last. Cái chữ last Last holiday. holiday. Last Ok. Rồi. Tiếp theo number 2 con có how did you get there? Thì con sẽ trả lời sao holiday. nào? Cô là I went by I went by plane. I went by plane hoặc là con sẽ trả lời là I went to Hà Nội by plane. Được không nào? Được không Thái? By plan. Cô xin lỗi cái từ này cô viết bị sai. Được không con? Rồi. What did you Dạ do được. there? À, now, what did you do there? Cô là I. I'm I gì? I'm I am play game hả? Con đang làm cái thời gì mà kỳ cục vậy? À, con đang làm gì thì gì ở đây mà I am? Con thấy là what did you do there? Người ta hỏi con là bạn đã làm gì ở đó? Thì con sẽ trả lời là ví dụ ở Hà Nội con làm gì? I went to Hoàng Kiếm Lake. Đi tới Hồ Hoàn Kiếm nè. Rồi, hay là ví dụ ví dụ như I visited Hồ Chí Minh. Cái này nó có chữ lăng con chưa học. Ví dụ như I visited my grandparents. In Hà Nội hay là I visit my grandparents there. Con thấy không nào? Rồi bây giờ phiên con trả lời cho cô xem con làm gì ở Hà Nội nào. What did you do Cô there? là con là I went to my I went to my grandparents' house. I grandparents. went to grandparents parents house. Được không nào? Rồi, con hiểu chỗ này chưa? Thấy hiểu chỗ này chưa con? Ừ. Rồi Rồi, cô. tiếp theo, bây giờ mình học tới phần tiếp nhé. Rồi. Cái này hôm bữa trước con học rồi nè. Rồi bây giờ mình tới cái phần tiếp theo. Nào, let's sing. Mình có cái bài hát này nhé. Dạ This vâng. is the song. How did you get there? Bây giờ con nghe xem trước một lần. Nào,
Listen first. Page 21. Activity 6. Con có nghe không? Con có nghe Loa nói không vậy con? Alo? Con mở Loa lên. Con nghe cô. Con nghe con. Ok. Let's sing. How did you get there? Rồi, Thái, có từ hometown. Từ hometown nghĩa gì con? Là quê hương con. À, ok. Nào, bây giờ con nghe lại một lần nữa nhé. I went by bus. Nào, listen and repeat please. I went by bus. Được không? By bus là... Không, I went by bus. Con đọc lại cho cô nào. I went by bus. I went by bus. I went by bus. I went by bus to my hometown. To my hometown. I had fun. I had fun. I had fun. I had fun. On the way home. On the way home. I went by train. I went by train. I went by train. I went by train. To my hometown. To my hometown. I have fun. I have fun. I have fun. I have fun. On the way home. On the way home. À, con có từ have fun nghĩa là gì Thái? Fun là vui với con. À, đúng rồi, tới vui. Ok. Nào, bây giờ con nghe và con hát cũng theo nhé. Listen and sing along. Page 21. Activity 6. Let's sing. How did you get there? Cô có nghe nó hơi nhỏ không? À, con nghe nó hơi nhỏ hả? Con đợi cô xíu nha. Cô cũng không biết sao nó lại nhỏ nữa. To đây rồi mà. Sao nó cứ loa nó lên nó lại nhỏ. Sao? Page 21. Không có vô được cái loa này. Con nghe cô nói thì nghe rõ mà cái bài hát nó bị nhỏ phải không Thái? Dạ vâng đúng rồi cô. Activity 6. Nghe cô nói rõ nhưng mà cái bài hát nó nhỏ. Cô cũng không hiểu sao. Con nghe đỡ vậy đi, để tới bài sau cô xem lại. Được không? Ừ. Page 21. Activity 6. Let's sing. How did you get there? I went by bus. I went by bus. I went by bus. To my hometown. To my hometown. I had fun. I had fun. I had fun. Okay.
quay hồn. I went by train, I went by train to my hometown. I have fun, I have fun, I have fun. Ok. Rồi, mình tiếp theo nhé. Câu tới phần tiếp nè. This one. Lesson number 3. Bây giờ con qua cái bài tiếp theo. Con sẽ có một số từ vựng ở đây nhé. Nào, helicopter. Helicopter. À, helicopter. Từ này nghĩa gì vậy Thái? Là máy bay trực thăng cô. Máy bay trực thăng cô. À, con có từ helicopter là máy bay trực thăng. On foot. Rồi, nhưng mà ví dụ giống như con đi bằng máy bay trực thăng, con sẽ có từ là by helicopter. Ví dụ giống như là I went to Vũng Tàu by helicopter. Ok. Thì con sẽ trước cái phương tiện giao thông á, thì con sẽ dùng từ by helicopter. Được không nào? Nhưng mà khi con sẽ thấy tiếp theo, con có từ thứ hai, từ on foot. Khi nào con sẽ dùng cái từ on foot này ha? On foot nghĩa là gì Thái? On foot nghĩa là bằng chân con. À, bằng chân. Bè đi bằng cái chân của mình đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ giống như con sẽ có là I went to school, I go to school on foot. Đó là câu của cô. Rồi, bây giờ con đặt cho cô một cái câu bằng từ on foot xem. Cái cô là nào, Thái đọc cho cô một câu xem. Thưa cô là I went to grandparents' house. I went to grandparents' house on foot. Ok. Hoặc là ví dụ như là my brother goes to school on foot. Rồi, Thái hiểu chỗ này chưa? Để hiểu rồi cô. Rồi. Tiếp theo nha. Rồi, con có ngữ pháp ở đây. Past tense. À, cái này nè, ôn lại nè. Rồi, con sẽ thấy ở đây. Khi nào mà ở quá khứ thì con sẽ có động từ to be, thì con sẽ có chữ was và were. Rồi, bây giờ Thái cho cô ví dụ xem. Ở câu khẳng định nè. Ở thì quá khứ, con cho cô ví dụ đi. Hãy cho cô ví dụ nhé. Ok cô. Thái đặt câu cho cô đi con đâu rồi? Thì con đang viết ở vùng chat đó cô.
Rồi, I was go to school. À, cái câu này sao kỳ vậy? Ở quá khứ thì con dùng sao? Từ was. Ví dụ như là I was at Vũng Tàu hay là I was at Hồ Chí Minh. When I was 8. Ví dụ giống như khi tôi 8 tuổi, à tôi đã ở Hồ Chí Minh khi tôi 8 tuổi chứ. Chứ con làm gì mà sao lại là I was go rồi to school gì vậy? Cô đã dạy cho con cái thì này rồi mà, bây giờ mình chỉ ôn lại thôi mà. Con mở vở ra xem. Con mở vở ra ngay cái chỗ cái bài này xem lại cho cô nào. Ở quá khứ á thì ví dụ giống như là he was a teacher when he was 30. Ví dụ như anh ấy đã là một giáo viên khi mà anh ta 30 tuổi, tức là bây giờ anh ta không còn là giáo viên nữa. Con làm chứ con làm gì vậy nào? Con hiểu chưa? Con hiểu chỗ này chưa? Dạ rồi cô. À, rồi bây giờ con cho cô ví dụ khác xem. Dạ. Bây giờ con thử đặt câu với từ were này xem. Từ were này con làm sao? Nào, con đặt câu cho cô đi Thái. Dạ vâng, con đang đi cô. Khó quá hả? Nào, nhanh đi con. They were
sao mà were rồi go nữa? Từ were á, nó là động từ to be, nó đã có nghĩa là thì là ở thôi chứ con. Từ was, à con mở vở ra đi, bạn không có thuộc cái thì này rồi. Sao cô đã dạy cho con rồi mà con mở vở ra con xem thì quá khứ lại đi. Ở trong vở cô đã cho con ghi cái ngay cái chỗ động từ to be đó. Động từ to be ở đây nó sẽ có hai chữ là chữ was và chữ were. Cô dạy con rồi mà, con mở ra lại xem thôi đi. Con có thấy cái chỗ đó chưa? Rồi con cho cô ví dụ khác xem, chứ con làm nãy giờ là bị sai hết rồi. Thái đã thấy bài cô cho ghi cho cô cho con ghi chưa nào? Rồi cô. À rồi bây giờ con cho cô ví dụ khác xem. Khi nào dùng từ were và khi nào dùng từ was? Chứ đâu có vừa dùng từ was mà từ go rồi thêm từ go đó nữa con. Con cứ học để bị loạn lên vậy rồi mai mốt nó còn nhiều thì khác nữa rồi sao con làm được đây? Nào, con cho cô ví dụ đi Thái. Ở trong vở có quá chừng rồi mà con. Mất thời gian quá vậy. Con đọc ở trong vở, con đã tìm được cái phần đó chưa nào? Chưa cô. À. Con mở ra ngay chỗ thì quá khứ xem. Cô dạy con cái này rồi mà. Có không? Được chưa con? Tại sao kiếm lâu vậy? Nó trước cái phần có chữ did luôn á. Did, ví dụ như did you go đó. Con mở vở con kiếm thì quá khứ simple past xem. Hoặc là past simple. Cái này cô dạy cô cho con ghi rất là chậm rồi mà. Mà sao bây giờ con kiếm không ra luôn? Được chưa con? Hả Thái? Chưa. Trời. Chứ con vợ con học từ hồi lúc con học với cô, con có mấy quyển vở?
có một quyển con. Mà sao con kiếm không ra được cái bài này là sao? Có không con? Có cái học mà thì quá khứ không? Hả? Khó chưa nào? Cô nhớ là cô đã dạy con có rồi quá... cô. Có rồi cô. À. Rồi bây giờ con đọc lại xem ở trong đó nói gì, người ta nói gì về thì quá khứ. Cô cho con cho cô ví dụ xem. Nào. Nhanh đi con. Con đọc hết ở trong cái phần thì quá khứ đó, có cái chữ gì con đọc đi nào. Cô là có là I was at Hồ Chí Minh when I was 8. Rồi câu khác nữa. I was chứ con giờ mà con đọc cái chữ là I was gì ai gì vậy con? Tại sao bài cô cho con về mà cô đã nói con là xem lại cho cẩn thận mà con không xem? Nếu con xem thì bữa nay con đã biết, ít nhất là con đã biết con viết ở đâu rồi. Con về bài mà cô cho con làm mà con về con cũng cô đã nhắc con là về xem lại con cũng không xem luôn. Thì bây giờ nó ra dày thôi, rồi mà kiến thức thì nó cứ mới hoài. Mà con không học thì đâu có được đâu. Rồi con đọc ví dụ khác cho cô xem nào. Với cô là he was a teacher when he was teaching. Ủa hai cái câu này là cái câu cô đã ghi cho con rồi, cô vừa mới ghi ở trong ô chat mà. Nó còn câu gì nữa không? Con bây giờ con dừng lại đi, con chụp hình cái trang mà thì quá khứ đó con gửi cho cô xem. Con gửi qua Zalo cho cô á. Rồi con chụp cho cô chưa? Dạ con chụp rồi, con đang gửi.
Cô ơi, cô không gửi đâu. Chỉ có chừng này thôi hả con? Không còn nữa cô. À, mà sao con không chụp? Con chụp hết cái trang đó, nói về toàn thì quá khứ cho cô xem. Ok. Chứ một tí siêu vậy để làm cái gì đâu con? Vâng. Được chưa con? Alo? Được chưa con? Alo cô. Tại sao con có chụp một cái tấm hình mà nó mất thời gian dữ vậy con? Hả? Con nói cho cô xem là trong vở con có cái gì không? Có. Con nói thiệt cho cô đi, là trong vở con có cái gì không? Có nhưng mà con tìm vẫn không thấy cô. Vậy tại sao con nói với cô là con tìm thấy rồi? Bây giờ con đã tìm thấy chưa? Con đã tìm thấy cái thì quá khứ chưa? Vẫn chưa cô. Vậy tại sao con nói với cô kỳ cục vậy? Cô nhớ là cái phần này cô đã dạy con rồi. Sao bạn mắc cười vậy? Con đợi cô một xíu. Vậy con đã thấy cái thì hiện tại đơn ở trong vở con có không? Là cái thì mà nó
như thế nào cô? Trời ơi, bạn ơi. Bây giờ cô không biết sao hả? Cô nhớ là cô đã dạy con cái thùy này rồi mà. Hay là chưa học ta? Hết buổi học hôm nay á, con chụp hết cái cuốn vở của con gửi cho cô nhé. Ủa rồi. Bây giờ tới đây đi. Nếu con kiếm không ra thì phải học lại thôi. Bây giờ con nhìn thấy ở đây, đây là thì quá khứ. Con sẽ có thì quá khứ. Thì bây giờ thì quá khứ tiếng Anh sẽ là past simple. Con thấy chưa nào? Dạ rồi. Rồi, đầu tiên con sẽ có động từ to be. Nó sẽ có hai từ. Động từ to be sẽ có từ was và từ were. Được chưa? Con nhìn thấy chưa nào? Rồi cô. Mà cô nhớ là cô đã dạy con cái này rồi mà tại sao mà? Con sẽ có từ ai? Ai thì đi với gì nào? Ai thì đi với lại là vua này nè. Cua này nè cô là cua nào? Con sẽ có là I was. He thì sẽ có là he was. Rồi, she thì con sẽ có là she was. Rồi, it thì sẽ đi với was.
Con thấy chưa? Alo. Dạ rồi, con đang ghi cô. Không, con không cần ghi bây giờ. Bây giờ không phải giờ ghi. Dạ, con thấy rồi cô. Rồi, con sẽ có từ you thì mới đi với từ were. Rồi, they sẽ đi với từ were. Được chưa nào? Nó sẽ có nghĩa là thì. Hoặc là. Hoặc là ở. Ví dụ. I was in Đà Lạt when I was 20. Được chưa? Con hiểu chỗ này chưa nào? Được rồi cô. Con đợi cô xíu đi. Bây giờ Quang, mình bỏ qua cái lúc nãy cô vừa mới nói với con đi. Bây giờ con sẽ có cái này nè, cô sẽ dạy lại cho con cái chỗ này luôn. Là thì quá khứ thì ở đây. Con sẽ có khi nào mình sẽ dùng thì quá khứ. Khi nào mình dùng thì quá khứ vậy Thái? Dạ thưa cô, là khi á, là mình nói về một câu chuyện ở quá khứ không? Nó còn kéo dài tới hiện tại không? Dạ không. Không thì có. Dạ không. Rồi, đây. Con sẽ có cái đầu tiên là cách dùng. Nói về một cái điều gì đó ở trong quá khứ. Ví dụ, con sẽ có là I studied English last week. À, tôi đã học Anh văn tuần trước. Hoặc là my dad played guitar yesterday. Bố tôi đã chơi guitar vào ngày hôm qua. Thì cái chuyện đó là nó đã kết thúc rồi. Bây giờ nó không có còn kéo dài tới hiện tại nữa. Thì là thì quá khứ ha. Tiếp theo, con sẽ có đọc từ to be. Ở đây nó sẽ có hai chữ là chữ were và chữ was.
Thái thấy chưa nào? Ở đây dạ, con con sẽ có là I was, he was, she was, it was. Nhưng mà we were, you were, they were. Được chưa? Con đọc lại cho cô nào. I was, he was, she was, it was, we were, we were, you, we were, we were, you were, they were. Ok, rồi. Con sẽ có tiếp theo. Khi mà con chuyển qua phủ định á, có chữ not á, không á, thì con cứ thêm từ not vào thôi. Nó đơn giản, con nhìn thấy không? I was not, he was not, she was not, it was not. Và viết tắt thì con sẽ có từ was not, nó bằng từ wasn't. Con hiểu chưa? Thấy hiểu chưa con? Tiếp theo, con sẽ có là we were not, you were not và they were not. Với những chữ này thì khi viết tắt con sẽ có là were not và viết tắt là từ weren't. Được chưa nào? Thấy hiểu chỗ này chưa? Dạ rồi. Có câu hỏi gì không? Tiếp, khi con chuyển qua câu hỏi thì con sẽ có là I was. Khi trả lời con với nếu với cái câu này thì con sẽ trả lời là yes you were và no you weren't. Rồi, he was thì con sẽ có là yes he was, no he wasn't. Được không nào? Dạ được. Rồi, tương tự ở đây. Hả? Cái này con hiểu chưa? Cái này nó cứ tương tự với thì hiện tại thôi. Thì hiện tại đơn. Cái này là quá khứ đơn. Bây giờ con sẽ có ví dụ. Ví dụ giống như ở đây con có he was my teacher. Bây giờ cái người này còn là giáo viên của tôi nữa hay không đây? Dạ. Cô là người này là không. Không cô. Ừ. Rồi. Thì khi con chuyển qua phủ định con sẽ có là he was not my teacher. Được chưa? Được chưa nào Thái? Được cô. Alo. Tiếp theo. Chuyển dạ, qua câu hỏi cô. Thì con sẽ có là was he your teacher. Từ my sẽ trong câu khẳng định á, sẽ chuyển thành your ở trong câu hỏi. Con sẽ trả lời là yes he was hoặc là no he wasn't. Được chưa nào? Được rồi. Ví dụ khác. Ví dụ như con sẽ có là they were at school. Ở phủ định con sẽ có là they were not at school. Và câu hỏi là were they at school? Và khi con trả lời với yes thì con sẽ có là yes they were, no they weren't. Được chưa nào? Dạ được cô. Ha. Rồi. Hôm nay á mình sẽ học tới đây. Bài về nhà của con á cô sẽ viết lại, bây giờ cô sẽ gửi mấy cái này cho con. Và con sẽ viết cái phần này vào vở nha. Rồi. Con sẽ chụp lại cho cô hết cái phần từ hôm trước tới giờ mà con viết ở trong vở của con á. Con chụp tất cả các trang con gửi cho cô nhé. Ok. Rồi, bây giờ con xem lại đi. Con cho cô một ví dụ về thì quá khứ nào.
nói với cô là thưa cô là một ví dụ của thiền quá khứ là thưa cô là bây giờ là he was my teacher, he phủ định là he was not my teacher. Con viết lại đi, con viết ra đi, con viết ra đi. Vâng, con đang viết con. Rồi con viết ví dụ chưa Thái? Alo? Dạ rồi, con đang viết con. Con đang viết đến cái phần phần mà phụ định rồi cơ. Rồi, đâu cho cô xem nào. Cô bấm enter lên xem. Tới đâu rồi? Là con vô vợ lên luôn hả cô? Ôi. Con nói con viết vào ô chat chứ đâu có nói phải viết vào vở đâu. Rồi. Vậy á, thôi con cứ về con viết hết bài và con sẽ cho cô hai ví dụ nha. Hai ví dụ khác cái bài này ở trong này ha. Rồi và gửi cho cô nhé. Rồi, con có câu hỏi gì cho bài học hôm nay không nào? Thì quá khứ nó không? Được cô. Có không? Hả? Alo? Dạ. Có câu hỏi gì không con? Dạ không cô. Rồi, nếu không có thì con làm liền cho cô và con chụp con gửi cho cô nhé. Đừng có để lâu quá là quên mất tiêu luôn. Nha. Rồi, mình nghỉ ở đây, hôm sau mình học tiếp nhé. Mình sẽ học vào thứ năm tuần sau, được không nào? Được rồi. Ok, bye bye con. See you. Bye bye con. Ok, bye bye.